Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình có về lô cây giống gồm có ổi ruby ruột đỏ ít hộp, ổi nữ hoàng, vú sữa hoàng kim. Nay cây giống mình về khoảng 500 cây để giao cho khách. Thì giống ổi ruby mình có trồng thử, cây phát triển nhanh, tốt, ra bông đậu trái nhiều, trái to, ăn có mùi vị ngọt, giòn và hơi thơm, rất thích hợp cho mọi vùng đất trồng. Đây ổi ruby đây, cây này là cây ghép, cây to khỏe. Và đây là cây ổi nữ hoàng, cây to đã ra trái. Cây ổi này mình trồng khoảng 6 tháng là mình để trái được rồi nha cả nhà. Đây là cây vú sữa hoàng kim, cây này cao khoảng 30 cm. Cây vú sữa hoàng kim cho trái to khoảng từ nửa ký đến 1 ký. Trái có vỏ màu vàng, ăn có vị ngọt, giòn, ngon. Bên đây là hai bên luôn, có năm phải không? Rồi mình bắt đầu giao cho khách nha cả nhà. Mở cửa rộng ra luôn hả? Rồi lên mở ở đây nha. Em vé xe vô đây luôn được không? Vé xe vô luôn, bắt thoải mái. Xe là khó gì đâu. Cây này khi có khách dặn trước mình mới lấy về giao nghe cả nhà. Ở quê mình hiện tại làm lúa không có đạt hiệu quả nên những hộ nông dân chuyển qua trồng trọt, rau màu và cây ăn trái. Mình thấy cây ăn trái như cây ổi rất là dễ trồng, mang lại kinh tế cao.
Nó vườn xa không? Dẫn xe vô đó, phá cổ lại xem phá cổ được chứ. Ừ. Cho cái đường mình rộng rộng. Nó đặt đem xe rùa ra đẩy. Đẩy xe rùa vô hả? Dạ rồi. Chỗ mình hai bữa nay trời mưa rất lớn và con đường khó đi, sình lầy lội, nhưng mà cái khí hậu này mình để mình trồng cây rất là tốt nha cả nhà, ít đỡ công tưới tiêu chăm sóc. Đây là những đồng ruộng lúc trước nay đã thay thế bằng những cây hoa màu. Vừa này đang trồng bắp tay. Đất này là đất thị xã Gò Công nha cả nhà, cách trung tâm thị xã khoảng 2 cây số. Đây là những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Xa xa là một bác nông dân đang móc lúa để dặm những cái chỗ trống, những cái lúa đã bị chết. Đây mình đã thấy có một con dế chui hang hả, dế đây là con dế cầu mung hồi tuổi trẻ bọn mình hay đi bắt dế vào những mùa hè như thế này để về chổi dế với nhau. Còn tuổi thơ của tụi nhỏ bây giờ thì chỉ biết tập trung làm những cái đồ chơi có bán sẵn. Đây là cách trồng ổi ruby. Bỏ con chuồng vào, ra xới chung với đất. Rồi điền lên. Rễ ra nhiều ha. Ừ. Này trồng xuống rồi mưa rồi đất ẩm rồi bắt rễ mau. Nó có thêm phân chùa mình đút cuốc này làm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, này rải lên từ vô. Từ. Đây diện tích đất của anh chủ vườn khoảng 6 công đất. Anh có thuê 3 người phụ trồng. Hiện tại thì anh đang trồng giống ổi ruby và ổi nữ hoàng. Khoảng cách trồng này còn hơi thưa. Anh dự định sau này anh sẽ trồng sen vô những cái khoảng trống này, những cái cây ăn trái khác. Mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem video của mình và đăng ký kênh để mình làm những video tiếp theo nha cả nhà. Chào tạm biệt.